cô giáo tới tóc cho bạn Phúc Hải nè, mệt không con? Tí nữa mai ngủ rồi hả? Ê, chào con. Tí nữa cái cô quay cái cô bố lên ha. Trời ơi, công nhận luôn á nha, mấy tụi em màu cột tóc chứ chị, tới hôm nay tôi hỏi chị cột tóc chứ không biết sao. Chị có quay một cái đoạn mà anh Cương anh cột tóc cho con á, vui lắm. Anh đi, đứa nào chưa rửa mặt đâu? Đi Cương lại đây, đứa nào chưa rửa mặt đi đâu? Đi cái rượu. Sắp lên rửa mặt chưa con? Đi ra với ba nha. Ai chưa rửa mặt? Để chị rửa mặt chưa con? Chị cái nhỏ, nắp hồng tức tư con. Anh Đào, Đào lại đây, Đào, Đào lại đây. Đâu con cứu nhỏ của mẹ đâu rồi? Đâu ơi. Bạn đó sao thấy ba là? Bạn nha, chiều rủi rồi rồi ba rưỡi ba đón ở trường nha. Rủi rồi đó, ông kịp làm sao? Kịp. Ba với mẹ cũng ở ngoài đường mà. Kịp, ba kịp mà. Mà ba nó. Anh Duy. Chào con. Rồi đi về em ơi. Rồi các bạn nhìn thấy, nhìn thấy cái thùng rác bên kia không? Rồi chạy qua bỏ cái hộp xưa vào. Xong rồi quay trở lại đây tập trung với chú Bác. Cái thùng rác bên kia không? Con bị đau không? Con chưa uống rồi, con chưa. Bạn nào bỏ xong rồi cái thằng này nó phục vụ, cái mấy em này nó phục vụ cái bộ cực quá, chăm từng người, từng khách hàng, từng khách hàng nhỏ luôn á. Rồi nó sẽ mở là hả, con muốn coi hả, coi cái gì không chị? Cảm ơn em. Bị đòn á. Rồi rồi. Kìa vô tập trung kìa các bạn ơi. Nón của bạn nhỏ nào nè. Nón cứ dục dậy bởi vậy. Chị tới nhau còn cái nào. Rồi rồi. Rồi chờ một đây ngồi. Ơi vô té rồi con. Bảo nghe có Phương nghe em ta. Anh Duy. Rồi Duy ơi, nó lật cái ghế đá nè đó Duy ơi. Mệt không Phúc Hải? Con mệt không, con gái mệt không? Mệt hả? Mà vui không? Vui không, mà vui hả? Phụ huynh này đi chung luôn hả? Em đi chung với bé luôn. Ồ. Đâu sáng giờ con coi được cái con gì con nói mẹ nghe. À, con trong con gấu. Con chuột gì ở trong này. Con sóc nữa. À con sóc nữa. Mã nữa. Con đi về trên sân con thấy con sóc quá. Ờ con sóc nữa. Mã nữa. À mã hả? Thấy voi chưa? Có. À. Con gì nữa? Con gì mà cao cái cổ. Zebra. Con à đúng rồi. Elephant. Có thấy hà mã chưa con? Dạ à vậy hả? Con thấy con cá sấu lận nữa nè. À mấy con cá sấu lận? Con báo nữa. Năm rồi. Bạn nào muốn đi xe lửa, chú đếm hết 5 tiếng các bạn xếp hàng ai à? Cô ai cũng vậy, không xếp hàng là chú không cho chơi xe lửa luôn. 5 4 3 2 1 hết giờ. Không xe mình chú đi. Xe này muốn mình chú đi không? Để không? Một mình chú đi thôi.
Cho một nha. Con Su xếp hàng lớp chùa 1 con đi. Sao lửa này kỳ quá, hư hết rồi, trời ơi, từ 2 chiếc thành 3 chiếc rồi. Đi lên trên đây, lên trên đây. Lớp chơi 1 chưa hả? Chưa đi hả? Này em ơi, mệt quá rồi, về còn đi xuống đấy nữa cho nó kịp. Em còn có miếng pin à, cho em quay hết rồi em đi nghề về. Hồi sáng lớp mình đi được 20 hả em? Năm sáu. Anh Duy. Thế mình lâu không? Quay lên bập hồi bắt nam lên đầu. Chào cô bé công chúa dễ thương của mẹ. Dỡ nóng ra cho mommy thấy coi nào. Chào con gái nè. Bạn sát bên con là bạn tên gì? Rồi, dạ, mình đi nha cô ơi. Dạ, không? Đi đâu? Đi đâu rồi? Tắt con. Anh đứng đó chờ em tí đi anh. Rồi các bạn ơi, rồi chú bơi con và bài con thuộc bài đâu? Tháo thuộc hả? Rồi bây giờ bài nào thuộc nào mời đi người hát cho nó xôm lên nha. Rồi. Hết rồi chị. Chút xíu à. Em không có để ý cho nên em. Hết bài hát rồi. Bạn chơi. Rồi. Xong chưa, xếp hàng vô. Rồi. Đi chơi một ngày là quên hết phải không? Rồi. Hồi xưa mấy chú chờ chú học mới tới lớp mẫu giáo rồi. Giờ không có nhớ được bài nào hết rồi. Con ơi em á. Rồi nhớ chứ. Nhớ đi hát một hai bài coi. Quen tôi đi. Ba ơi ba. Hai ba. Ba ơi ba. Ba ơi ba.
Bài này là bài rủ của tụi nó. Đến đâu các bạn? Đến đâu? Đến đâu? Điểm máy xanh. Ai điểm máy xanh trả tiền như thế hả? Quảng cáo giùm điểm máy xanh hả? Bài này mấy bạn nè. Rồi. Rồi các bạn con. Vừa đi vừa cầm xong quẹ quẹ. Chị có đẹp hơn em hả? Em ganh tị đó nha. Chị mới xanh đẹp quá ta. Ủa giờ mình đi đâu hả? Chưa. Thôi mình đi qua đây đi, tự nhiên mình đánh lại đó. Đi qua đây, đi qua đây.